chưa bao giờ lãi 50 triệu đồng mỗi lứa cá thả nuôi, dù sở hữu tới 7 hectare diện tích mặt nước. Ấy vậy nhưng ngay ở lứa cá khởi nghiệp đầu tiên, nông hộ này dự kiến lãi hơn 150 triệu đồng. Lãi buôn đây là người ta cũng nhất trí là thu buôn là bán mỗi ngày khoảng độ 1 tấn. Lợi nhuận chắc chắn là lợi nhuận là sẽ được lợi nhuận cả. Niềm vui tham gia khởi nghiệp chưa dừng lại. Anh Đỗ Văn Biên, một thành viên khác của hợp tác xã thủy sản Tân Mai, cũng đang tạo dựng được uy tín trên thị trường. Cá giống của gia đình anh được rất nhiều nông hộ đón nhận. Nhờ các bác là đặt giúp con giống, vì mình đã tin tưởng thì mình mới dám lên để đặt con giống. Với những hộ xung quanh mà bà con người ta tin tưởng, người ta dùng cái giống cá của hợp tác xã thủy sản Tân Mai của chúng tôi sản xuất ra, thì cho thấy là như thế là cái giống này rất hiệu quả. Để thu được những trái ngọt, ông Lập, anh Biên đã thực hiện những tư vấn của chuyên gia như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình khởi nghiệp ngày hôm nay. Xin chào quý vị, xin chào bà con. Thưa bà con, hiện tại tôi đang có mặt tại khu ao nuôi cá rộng 5,5 hectare của gia đình nhà anh Đỗ Văn Biên. Và chúng ta có thể nhìn thấy là cái ao này đang trong giai đoạn xử lý đáy để có thể là chuẩn bị cho vụ nuôi mới. Và anh Biên ơi, em thấy cái ao này rất là đặc biệt, hiện tại mình đang có rất là nhiều cây lúa ở đây. Vậy thì tại sao anh lại trồng nhiều lúa ở đây thế ạ? Thứ nhất là tôi gieo cây lúa này ở đây là lâu trong quá trình nuôi công nghiệp và vừa rồi là cũng lâu lâu rồi. Vâng. Bây giờ cũng muốn cải tạo cái nguồn đáy đi. Đồng thời là nếu như gieo được cây lúa này là nó ăn được cái chất thải của cái vụ trước của con cá thải ra. Sau đó là mình tận dụng thêm được cái thức ăn xanh để tới đây mình thúc đẩy mình nuôi con cá chấm nuôi nhiều hơn. À đúng rồi, vì con cá chấm thực ra nó cũng có rất có hiệu quả kinh tế đúng không ạ? Và đối với lại khu ao này thì khoảng bao nhiêu lâu nữa thì mình sẽ dự kiến là thả lứa cá mới hả anh? Đây như thế này là tôi đang dự tính là khoảng 10 đến 15 ngày nữa là tôi cho cá vào ăn dần đấy. Và nâng nước lên để cho cá nó phá dần lúa đấy. Vâng thưa quý vị, thực ra là biện pháp mà gieo để trở thành cây lúa để cho cá ăn là giải pháp cũng được rất là nhiều các nông hộ triển khai và phương pháp này thì cũng mang lại những cái hiệu quả rất là tốt. Anh Biên là một trong số 12 nông hộ của Hợp tác xã Khởi nghiệp Tân Mai. Hãy cùng nhìn lại một số thông tin về Hợp tác xã Khởi nghiệp này. Hợp tác xã Tân Mai do ông Nguyễn Văn Thông, một giảng viên đại học về hưu sáng lập. Nhận thấy nghề nuôi thủy sản đầy tiềm năng tại địa phương, ông đã vận động được 12 nông hộ tham gia, tích tụ được 60 hectare diện tích canh tác thủy sản nằm trong vùng quy hoạch thủy sản của địa phương để làm tư liệu sản xuất. Tôi thấy cái tiềm năng phát triển thủy sản ở đây rất tốt, nhưng cái tiềm năng đấy không được phát huy bởi tất cả bà con quanh vùng thủy sản đều chưa có kiến thức và họ hoạt động riêng rẽ. Cho nên cái sức mạnh tập thể là không có. Để bà con có thể phát triển được ấy, thì họ phải tập trung lại với nhau, hợp sức để có thể sử dụng các cái dịch vụ chung. Căn cứ vào đó cho nên tôi thấy rằng cái hợp tác xã sẽ là cái chìa khóa để giải cái bài toán rất khó này. Bộ máy vận hành được kiện toàn ngay sau đó. Và anh Đỗ Văn Biên, một thành viên trong hợp tác xã, được cử đứng ra làm đầu mối cung ứng vật tư sản xuất bao gồm thức ăn, thuốc, hóa chất và thiết bị nuôi trồng thủy sản. Có những thuận lợi cơ bản về mặt điều kiện tự nhiên, khí hậu cũng như việc tổ chức sản xuất bài bản. Tuy nhiên, do phần lớn các thành viên trong hợp tác xã vẫn đang sản xuất dựa theo kinh nghiệm, chưa áp dụng được khoa học kỹ thuật nên dịch bệnh xảy ra quanh năm. Chính vì thế, hợp tác xã Tân Mai đã làm đơn đăng ký tham gia khởi nghiệp để được chương trình hỗ trợ. Bà con đã cố gắng đầu tư và tâm huyết với nghề nuôi trồng thủy sản. Chính vì vậy cho nên rất mong là các chuyên gia và đài chương trình khởi nghiệp của VTC16 hỗ trợ để chúng tôi có thể làm giàu được trên chính quê hương của mình. Với kế hoạch sản xuất bài bản, điều kiện sản xuất tốt, đáp ứng được các tiêu chí của chương trình, Hợp tác xã Tân Mai đã được chuyên gia đồng ý để trở thành nông hộ của khởi nghiệp. Anh Đỗ Văn Biên và ông Trần Văn Lập là hai nông hộ đại diện cho hợp tác xã tham gia khởi nghiệp ở lứa nuôi đầu tiên. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc đi lại hạn chế nên mọi thông tin tư vấn, trao đổi của chuyên gia với các nông hộ là thông qua điện thoại.
Đến nay anh Biên đã xuất bán xong lứa cá đầu tiên, chuẩn bị thả giống lứa cá mới. Còn với ông Lập, lứa cá đầu tiên cũng chuẩn bị được ông xuất bán. Đây là khu ao thả cá giống của gia đình anh Đỗ Văn Biên. Từ sáng sớm, rất nhiều các nông hộ nuôi thủy sản ở nhiều địa phương khác đã tới đây. Theo các nông hộ này, cách đây hơn 10 tháng, khi theo dõi chương trình khởi nghiệp trên kênh VTC16, họ biết tới Hợp tác xã Tân Mai. Dù cách mấy chục cây số, nhưng họ đã tìm đến tận nơi để học hỏi và nhờ đặt mua con giống. Giống con dâu này thì là mới năm nay mới có, nhưng mà về nó dày người, rất dày luôn. Mà nó cũng là tốc độ nó lớn, nó cũng nhanh. Thì hiện nay là bây giờ nó được 4 tháng. Mà bây giờ là cửa cân là con to là nó rơi vào cân 2. Còn đâu là 8-9 lạng. Thì anh em lại có là cái nhu cầu nhờ các bác là đặt giúp con giống. Vì mình đã tin tưởng thì mình mới dám lên để đặt con giống. Gia đình anh Biên ngoài ao thương phẩm rộng 5,5 hectare thì anh còn sở hữu khu ao rộng gần 1,5 hectare chuyên dành để ương nuôi cá giống. Không chỉ giúp tiết kiệm chi phí, kiểm soát chất lượng con giống trước khi thả sang ao nuôi cá thương phẩm của gia đình, mà số lượng cá giống ương trong ao này, anh Biên còn lấy dư để xuất bán cho các hộ trong hợp tác xã và những nông hộ có nhu cầu. Theo anh, trong thời gian tới, anh sẽ phát triển thêm về hướng thả nuôi này. Thì với cái giống cá bây giờ chúng tôi đưa về thì đặc biệt là với những hộ xung quanh mà bà con người ta tin tưởng, người ta dùng. Cái giống cá của Hợp tác xã Thủy sản Tân Mai của chúng tôi sản xuất ra thì cho thấy là như thế là cái giống này rất hiệu quả. Và đặc biệt là con rô phi Thái Lan và con chép lai V1. Chuyên gia Trương Văn Thượng đánh giá cách làm của gia đình anh Biên phù hợp và hoàn toàn ủng hộ. Theo chuyên gia, anh Biên cần lấy giống ở những địa chỉ uy tín, ương nuôi đúng kỹ thuật để con giống về sau khỏe mạnh, nhanh lớn, chất lượng thương phẩm cao. Thưa vị, thưa bà con, gia đình anh Biên đang chuẩn bị thả cá giống ở đợt tiếp theo và không biết là đàn cá này có đạt tiêu chuẩn hay không thì chúng ta cùng với lại chuyên gia đánh giá đàn cá giống này nhé. Đúng rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt cá lên, thử cân xem là mẫu với xem hình thái cái mẫu cá của anh ấy như thế nào và xem cái tổng thể cái đàn cá nó có đều hay không và cỡ cá ra làm sao thì để xem cái kế hoạch cá như thế nào. Em thấy là cá đã bắt đầu lên rồi, chúng ta hãy cùng xem là cá như nào nhé. Ok. Với giống cá rô phi, chất lượng giống thả phải đặt các tiêu chuẩn như sau: cần thả cá giống khỏe mạnh, không bị xây sát, không dị tật, màu sắc tươi sáng, không có bệnh. Kích cỡ chiều dài thân từ 4 đến 6 cm để đảm bảo cho việc chăm sóc, tránh hao hụt nhiều. Hãy cùng xem đàn cá giống mà anh Biên mới nhập về có đạt các tiêu chí này hay không. Cá mới bắt về hôm qua hay bao giờ đây? Thưa chuyên gia là cá này em bắt về được 3 hôm nay, 3-4 hôm nay. Nhìn thấy cá thì có vẻ sáng sạch. Đấy, cá thì có vẻ giống cá này có vẻ dày mình này. Tương đối đều, nhưng mà tốt hơn thì sẽ lọc nó ra thì sẽ để cho cái cá nó đồng đều. Màu sắc thì tươi sáng này. Đấy, cá nhìn thấy khỏe này. Vận động tốt này, rất là khỏe. Hình thái bây giờ mà nhìn thấy cái đầu nó bé này. Có nghĩa là cái tỉ lệ thịt sau này rồi con này sẽ nhiều, thì sẽ nhìn thấy con cá đang giống mới ở con giống thôi mà nhìn thấy cái mình đầu nó bé hơn so với thân rất nhiều. Đây đang cho ăn nhiều ạ, cho ăn hơi nhiều cám. Thế cho ăn như thế nào đấy? Bữa cái này em cho ăn ngày 20 mỗi bữa 4 cân. Mỗi bữa 4 cân. Cái này là mấy nghìn con? Cái này của em là trong ao này là 35.000 con. Ba vạn rưỡi. Thế cỡ này được khoảng bao nhiêu rồi? 5 lạng nước nhá. Đàn cá rô của gia đình anh Biên có kích cỡ vào khoảng 250 đến 280 con trên 1 kg. Đàn cá khỏe, đẹp. Tuy vậy, theo chuyên gia, tổng thể đàn cá chưa đều. Thưa vị, thưa bà con, đây chúng ta có thể nhìn thấy là trong một đàn cá rất là nhỏ bắt lên thôi, nhưng mà có thể nhận thấy rõ sự khác biệt giữa hai con cá bắt lên. Có một con cá thì có bụng khá là to, nhưng một con thì không hề có bụng như thế này. Và theo chuyên gia là nếu cái việc mà đàn cá cứ tiếp tục con to thì vẫn ăn, còn con bé thì không ăn được, thì sẽ dẫn đến là cái sự chênh lệch giữa đàn cá càng nhiều. Và điều này thì sẽ gây tác hại như nào thưa chuyên gia? Thứ nhất là về kinh tế là sẽ không đạt được. Và hai là cái con bé mà nó
nó không ăn nuôi nó sẽ yếu hơn con khác, thì đôi lúc là nó sẽ bị bệnh và bệnh sẽ lây ra cả đàn. Thế tốt nhất là phải cho nó ăn đều. Thì thứ hai kinh tế là mình sẽ thấy là phân đàn lớn này, kích cỡ không đều này sẽ thiệt hại về kinh tế rất nhiều. Theo chuyên gia, sau hôm nay, nông hộ nên phân cá làm hai cỡ để cá sinh trưởng tốt, tiếp nhận điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng như nhau. Việc thả nuôi về sau đạt hiệu quả hơn. Đây là ao nuôi cá thương phẩm mà anh Biên đang xử lý, chuẩn bị cho lứa cá thương phẩm sắp tới đây. Anh cho biết khu ao này đã được anh xử lý nhiều ngày nay. Anh rất tự tin với khu đáy đã gieo xạ lúa xanh tốt này. Sang xem lúa má gieo thế nào là. Dạ vâng, đây em đó anh này, em gieo lúa gieo xạ để lấy cái thức ăn xanh này cho bổ sung thêm cho cá chấm nó ăn anh ạ. Ừ. Vâng. Xem là cái lúa ao chuẩn bị thế nào. Đấy, bây giờ anh đứng vào đây, anh đứng hẳn lên thành anh ạ. Ở đây rồi. Đây lúa gieo được bao lâu rồi? À vâng, lúa đấy em gieo được hơn chục ngày rồi. Hơn chục ngày? Vâng, 12, 13 ngày rồi. 12, 13 ngày mà lớn nhanh phết nhỉ? Vâng. Thế thì khoảng tầm khoảng 30-40cm thì đưa nước vào à? Vâng, dạ vâng. Tầm độ 30-40cm thì em đưa nước vào dần. Đưa nước vào dần. Thế vâng. Khoảng tầm... Sau đó thì đẻ khóm to thì em... cho cá lưng nước để cho cá nó phá nó ăn dần này nhỉ. Cá ăn dần đúng không? Cá chấm cỏ. Chủ yếu, xanh. Chủ yếu là cá chấm cỏ đúng không? Chủ yếu là cá chấm cỏ. Thứ hai thế này là cái tận dụng thức ăn tương đối tốt đấy, gọi là tính về mặt hiệu quả kinh tế là được. Vâng. Tuy nhiên là có một vấn đề sau này ấy, phải để ý là chính vì cái gốc này khi nó đẻ ra ấy. Vâng. Còn cá chấm cỏ nó chỉ ăn được nó ăn cái lá thôi. Vâng. Xong rồi cái bọn này ở dưới là nó ở dưới là bắt đầu gây ra thối. Vâng. Cho nên là để cái việc đó thì lưu ý là cái phải thay nước. Đã để vâng. Phải luôn luôn là phải thay nước. Vâng. Và xử lý vi sinh. Theo chuyên gia, sau mỗi lứa nuôi cá, phân thải cùng thức ăn thừa rơi xuống đáy không được xử lý sẽ tạo thành nguồn gây ô nhiễm hữu cơ. Khi gieo xạ lúa trên những chân đất này, cây lúa sẽ phân giải và hấp thu dinh dưỡng. Nhờ đó, chi phí sản xuất được giảm thiểu, môi trường được cải thiện, vụ nuôi tiếp theo được đảm bảo. Có thể nói đây là một trong những phương pháp sản xuất mang tính bền vững mà nông hộ nên áp dụng. Với cái cơ cấu đợt tới thì anh ấy cũng nuôi cá chấm cỏ là chính. Cho nên anh ấy chuẩn bị gieo xạ ở trên cái nền đáy ao mà để tạo cái thức ăn xanh trong cái thời kỳ tới. Thì đó là cái tính toán hợp lý về mặt kinh tế. Và cái thứ hai là khi mà mình cái đáy ao vừa rồi ấy, thì nuôi cá thì nó có phân, đa phần là phân cá, thì cái việc mà anh bón lúa như thế này thì là giúp giảm cái việc mà ô nhiễm hữu cơ tồn tại, cái hữu cơ sẵn có sẵn ở trong ao từ vụ trước. Nên cái này là về mặt kinh tế với mặt tương đối hiệu quả. Anh Biên cho biết trước khi gieo mạ, đáy ao đã được anh phơi khô, sau đó rắc vôi khử trùng. Với cái diện tích này thì tôi quãi vào khoảng tầm những cái bề mặt trung thì 2 tấn vôi. Theo quy trình thả nuôi, sau mỗi lứa nuôi, các nông hộ cần bón vôi khắp đáy ao để diệt cá tạp và các mầm bệnh bằng cách rải đều từ 7 đến 10 kg trên 100 m vuông đáy ao. Như vậy với khu ao này, anh Biên cần phải dùng hơn 3 tấn vôi bột để xử lý. Tuy vậy thực tế anh Biên mới chỉ dùng 2 tấn. Nó nhiều khi nó bị ảnh hưởng với cái thời tiết là nó không nhiệt, là có khi là hôm nay quãi là định ngày mai là để làm nốt cho nó xong. Thế nhưng ngày mai có khi lại dính nó mưa gió và ảnh hưởng thời tiết, mưa bão. Vâng, thì là đâm ra lại phải xử lý những chỗ dưới này trước. Còn trên kia thì có thể dính cái thời tiết như thế thì mình có thể là thôi luôn. Chuyên gia Trương Văn Thượng cho biết, bón vôi giúp hạ phèn đất và nước, ổn định độ pH nước, diệt được cá tạp địch hại và cả các mầm bệnh trong ao. Vôi giúp cho mùn bã đáy ao được phân hủy, làm đáy ao tốt hơn do được khoáng hóa, chất lượng nước cũng được cải thiện. Trong trường hợp không bón đủ lượng vôi cần thiết, hiệu quả xử lý đáy ao giảm sút. Nếu kết hợp không phơi đáy kỹ, dịch bệnh sẽ dễ bùng phát ở những lứa nuôi về sau. Em cải tạo ao cái ruộng lúa em có để khô. Thế là em có để khô.
một vấn đề là không té được vôi ấy, thì cái cá mới cái vấn đề là phải phơi được nắng. Thì phơi được nắng thì nó sẽ nứt nẻ chân chim như thế này. Nứt nẻ này nó sẽ tải ra được, thoát được cái khí độc ở trong ao này, ở dưới đáy ra. Cái tăng cái tính diệt khuẩn để cải tạo ao cho nó tốt. Vâng. Nhưng mà nếu như em mà không cải tạo được, em chỉ có thể vô còn để kia ướt xong rồi em đưa vào thì cái mầm bệnh ấy nó vẫn còn tồn tại. Cho nên nó dễ bị nhiễm lại trong vụ tới. Thưa vị, thưa bà con, việc xử lý đáy ao tốt sẽ giúp đàn cá có cơ sở sinh trưởng và phát triển tốt ngay từ ban đầu. Và đây cũng là cơ sở để giúp đàn cá của gia đình nhà anh Biên khỏe mạnh, ít dịch bệnh hơn trong vụ nuôi tới. Chúng ta đã cùng kiểm tra xong cái ao cá thương phẩm to của gia đình nhà anh. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang ao nuôi cá giống của gia đình anh nhé. Cách đây 4 ngày, anh Biên đã nhập 3 vạn con cá rô phi giống vào ương nuôi trong ao. Mặc dù mới nuôi, nhưng theo chuyên gia, ao cá bắt đầu có dấu hiệu ô nhiễm. Bằng chứng là màu nước khá xanh, tảo đang phát triển như thế này. Màu nước là hơi đậm. Em đo thử ước lượng cho anh xem cái độ trong bây giờ bao nhiêu. Em thả cái tay em xuống, xong em xe nó xuống. Đấy, dừng, đưa xuống nữa. Rồi, thôi. Leo lên một tí. Rồi, như thế là không nhìn rõ. Đấy, đứng đấy. Nhấc lên. Vậy thì ở đây em đưa lên. Nó độ khoảng tầm 20 thôi. Thường nó phải trên 20. Bắt đầu 20 anh cảm giác như đây bắt đầu đậm đặc rồi. Chứ em làm sao cái độ trong của nó khoảng từ 20 đến 30. À vâng, tức là hơn 20 đấy ạ. Ừ. Để có những tư vấn chính xác hơn, chuyên gia quyết định kiểm tra các chỉ tiêu môi trường nước trong ao nuôi cá giống này. Kết quả đo các chỉ tiêu môi trường nước thu được như sau. Thì qua các thông số vừa rồi kiểm tra thì hiện tại thì vẫn ở trong cái ngưỡng cho phép. Tuy nhiên là nếu như mình không điều chỉnh, nếu như mình không thay đổi ra thì bắt đầu nó sẽ này. Tấn tượng như vừa rồi, nếu như em cho ăn mà nhiều thức ăn hơn mà cá không, và đặc biệt là cái ao như thế này là em phải bật quạt nhiều đấy. Vâng. Em phải bật quạt oxy nhiều đấy. Vâng. Đặc biệt buổi đêm. Thức ăn thừa thế này đây là một trong những cái. Theo chuyên gia Trương Văn Thượng, ao cá của gia đình anh Biên mới thả giống được 4 ngày, hiện tại lại đang là buổi trưa. Lẽ ra thông số về oxy sẽ phải cao. Tuy nhiên kết quả đo được chỉ là 4mg trên lít. Mặc dù vẫn nằm trong ngưỡng cho phép, nhưng như vậy là thấp. Bằng chứng là có rất nhiều cá vẫn nổi đầu lên mặt nước như thế này. Em nhìn cá này, bình thường nó đã nổi như thế này thì có nghĩa là oxy có vẻ là cũng không được đấy lắm. Tốt lắm. Ừ. Cá mà nó cứ nổi đầu ấy, em hình dung nhá, cái cá mà nó luôn ở cái trạng thái thiếu oxy ấy, thì nó sẽ yếu, nó sẽ ngả, nó cảm giác yếu. Mà khi em cho ăn, đặc biệt khi em cho ăn no nữa, thì cho ăn no nó ăn nhiều quá. Nó thứ nhất là nó phải cần cái oxy, cần cái trạng thái khỏe mạnh để hấp thụ thức ăn. Nhưng bây giờ cá em yếu, nó bị ăn no nữa, nó làm cho con cá rất là khó tiêu hóa. Mà cá khó tiêu từ bắt đầu là không tiêu được, thì bắt đầu là lượng thải ra nhiều, rồi oxy nhiễm hữu cơ, rồi con cá nó không tiêu được thì nó sẽ yếu. Nó cảm giác nó bị lúc nào giống như con người mình ăn nó bụng nó no ấm ách, mà nhốt vào trong cái môi trường cũng vừa mới khó chịu thì rất là khó. Vâng. Không tiêu được hóa thức ăn thì dẫn đến tượng cá yếu. Mình một ngày được, hai ngày được, nhưng cứ kéo dài ra là không được. Kéo dài là cá sẽ bị yếu và thì nó sẽ dễ bị bệnh. Nó rất dễ bị bệnh, dễ mai bị stress. Mai em cho nhịn ăn trước một ngày. Thực ra thì bây giờ là em có thể là giảm ăn xuống, cũng không cần phải. À, vâng. Em sẽ căn cứ xem là bây giờ bình thường như cho ăn bây giờ nó khoảng độ như cái tầm cỡ này thì em cho khoảng độ 7% là vừa. Cùng với giảm ăn, theo chuyên gia, anh Biên cần phải tăng cường quạt khí, sử dụng vôi để xử lý nước, tạo độ trong. Sau đó 2 đến 3 ngày té vi sinh xuống để kiểm soát chất lượng hàm lượng hữu cơ trong nước. Khi mà buổi đêm những cái ao bắt đầu tảo nó phát triển này mà em không bật quạt buổi đêm là nắng ngạt, nắng ngạt là cá sẽ chết. Cái nữa là cái ao này bắt đầu nó ấy rồi thì em có thể là đánh vi sinh đó, hoặc là đánh té chiều này có thể là chiều té vôi. Em té vôi trước được, té vôi xong đó thì em sẽ dùng vi sinh em đánh xuống ao. Đấy, cái ao này
thì em đánh nha vôi khoảng tầm độ sau 2 ngày thì có thể là đánh duy trì được. Được. Trước đây thì chưa được tham gia chương trình khởi nghiệp và chưa được tiếp xúc với hướng dẫn của chuyên gia thì trước kia làm thì ao ảo hơn. Hầu như là những kiến thức kỹ thuật thì còn lon kém, còn chưa được biết đến. Thế nhưng mà từ ngày thì hướng dẫn của các chuyên gia và thì nói chung là làm thì tôi thấy là cũng đạt được cái năng suất và hiệu quả hơn đấy. Với sự sát cánh, tư vấn của chuyên gia, anh Biên như được tiếp thêm sức mạnh, vững tin hơn trên con đường khởi nghiệp. Anh chia sẻ, sắp tới anh sẽ mở rộng mô hình hơn nữa, tập trung nâng cao kỹ thuật, ương nuôi con giống tốt, cùng đưa ra thị trường những lứa cá thương phẩm chất lượng cao. Không chỉ đáp ứng nhu cầu của thị trường mà còn giúp kinh tế gia đình ngày càng vững mạnh hơn. Thưa vị, thưa bà con, chúng ta đã vừa kiểm tra xong khu ao nuôi cá của gia đình nhà anh Biên và nằm ngay sát cạnh gia đình nhà anh Biên là khu ao nuôi cá của gia đình nhà chú Lập ở đây. Và đối với lại khu ao này thì chú đã thả cá giống được 5 tháng rồi. Không biết là tình hình đàn cá đang sinh trưởng và phát triển như nào thì ngay bây giờ chúng ta cùng với lại chuyên gia kiểm tra đàn cá này của gia đình nhà chú nhé. Trong lần kiểm tra trước, đàn cá rô phi của gia đình ông Lập có vấn đề về tăng trưởng. Cảm thấy cá chấm thì có vẻ như vừa rồi ta kiểm tra khối lượng ấy, cá chấm tăng khoảng 4, sấp xỉ 5 lạng trong vòng 1 tháng thôi. 1 tháng hơn tháng tí, nhưng mà cá rô thì mới được có hơn lạng một đấy thôi. Thì cũng lớn nhưng mà cũng chưa được, có vẻ là con cá rô nó vẫn đôi đói ăn. Đói ăn vâng ạ. Cá rô là cho ăn chưa đủ. Hãy cùng xem sau hơn 3 tháng nuôi, hiện tại trọng lượng, ngoại hình của những con cá trong ao nhà ông Lập như thế nào. Cẩn thận nhá, vào đây xem này. Đàn cá của gia đình nhà chú Lập đã kéo lên đây rồi thì chuyên gia nhận xét sao về những ngoại hình của con cá thu được này ạ? Cá này thì màu sắc là rất là đẹp. Con cá này cái chỗ này là hơi xước thì chắc là vừa kéo thì nó dẫy thì xước xước thôi chứ còn màu sắc này tươi sáng đẹp. Cá thì về đánh giá về độ tổng quan bên ngoài thì cá là rất là đẹp. Màu sắc tươi sáng, cảm thấy là rất là trông con cá rất là ngon. Và con cá chấm cỏ thì cũng dày, cũng tương đối trưởng mình. Còn về cái con cá rô phi này thì ta thấy là con cá này rất là đẹp. Con cá này trông tưởng là bé nhưng mà rất là nặng bởi vì là con cá rất dày mình, cho nên là cái tỷ lệ thịt là rất là lớn, tỷ lệ rô phi, tỷ lệ thịt trên phi lê là cá sẽ cho nên nó rất là nặng. Về con cá chép thì nếu mà thời điểm này mà thu hoạch cá chép này thì tương đối bé, hơi bé cho với cá chép. Cùng với ngoại hình đẹp mắt, đàn cá ngày hôm nay còn đạt biểu cân mà thương lái yêu cầu. Kết quả cân kiểm tra trọng lượng cá thu được như sau. Cá rô bây giờ là sau khi cho ăn là cá rô đã đảm bảo chất lượng và tốc độ sinh trưởng rất là tốt. Thưa vị, thưa bà con, sau khi thả cá giống khoảng 5 tháng thì mặc dù giai đoạn đầu đàn cá có thể sinh trưởng chưa đồng đều nhau thế nhưng mà chúng ta có thể thấy không, hôm nay đàn cá vô cùng đẹp, sáng và trường cá, sẵn sàng có thể xuất bán ra thị trường. Một trường cá bội thu. Ông Lập cho biết, kể từ khi được chuyên gia khuyến cáo kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng đàn cá trong lần kiểm tra trước, gia đình ông đã thay đổi cách cho cá ăn. Các loại cá trong ao đều nhận được đủ lượng thức ăn cần thiết, phù hợp với độ tuổi, giai đoạn sinh trưởng. Với cá chấm, ông cho ăn chủ đạo là cỏ. Còn các loại cá khác cho ăn cám chất lượng cao và cho ăn bằng máy như thế này. Thưa vị, thưa bà con, đàn cá của gia đình nhà chú Lập hôm nay có cân nặng rất là đạt tiêu chuẩn, tốc độ sinh trưởng phát triển đảm bảo và để có được điều này thì không biết là chú đã cho đàn cá ăn như thế nào. Chú Lập ơi, giai đoạn vừa rồi thì sau khi chuyên gia kiểm tra xong ở giai đoạn tầm tháng 6 ấy thì đàn cá rô phi của gia đình mình sinh trưởng chậm hơn so với đàn khác và từ cái giai đoạn đấy trở lại đây thì chú cho đàn cá của gia đình mình ăn như thế nào ạ? Qua cái vụ nắng thì đến đấy chú cho thành ăn hai bữa. Thì vừa ăn cỏ
vừa ăn cám. Thì cám thì chỉ có một phương pháp là cho ăn ít thôi. Một ngày ăn một tạ rưỡi, nó 15 tấn ạ. 15 tấn là độ đạm là bao nhiêu ạ? Độ đạm 30. Dạ vâng. Thưa chuyên gia, là với cách cho ăn của gia đình nhà Thúy Lập với hàm lượng đạm này, với lại lượng thức ăn và cách cho ăn như thế thì chuyên gia đánh giá như nào ạ? Với cái khẩu phần cho ăn, với cái lượng cám cũng như cái cách cho ăn của anh Lập, thế là hoàn toàn cũng đạt theo yêu cầu, cũng đạt chuẩn. Và có một cái điều là bây giờ anh ấy đã sử dụng cái máy thứ cho ăn này để tiết kiệm nhân lực, đồng thời là kiểm soát được lượng thức ăn. Và khi chúng ta thấy là khi bật cái máy lên thì nó chỉ phun và cá ăn hết nó lại phun tiếp. Chứ nếu mình cho ăn dã kia là đôi lúc chúng ta không kiểm soát được thừa thức ăn, hoặc là mình cái lượng nó ăn nó sẽ bị trôi. Thế và khi mà cho ăn bằng máy đây là cá sẽ tập trung vào đây. Đấy, chúng ta quay nhìn xa xa kia để cái khu lồng mà cho để cỏ anh cũng để riêng ra. Hoàn toàn là có một cái khung lồng cho cỏ và cái khung ăn thừa là vớt. Cả đối với hộ nhà anh Lập là tương đối tuân thủ theo các cái quy trình quy chuẩn mà nhà chương trình đề ra. Chúng ta có thể thấy là cái việc mà cho cá ăn tập trung này thì mình sẽ kiểm soát được lượng thức ăn, cũng như là xem cá hôm nay ăn như thế nào để có thể điều chỉnh được lượng thức ăn cho nó hợp lý, đúng không ạ? Chính xác, chính xác. Vâng, vậy thì mình sẽ cho cái máy này hoạt động như nào? Cái máy này là sử dụng là cho ăn thì rất tốt rồi. Đấy, con cá quần đây mình được vừa kiểm nghiệm một con cá vừa bật quạt lên là nó ăn rất khỏe, nó ăn rồi bơi đến những cái bệnh ô nhiễm của nó đấy, từ trong mang nó cái có thể là nó vừa ăn nó vừa lấy mang ra thì là rất tốt cho con cá. Vì cái máy sử dụng này là mình bật chức năng ở đây là nhanh chậm là cái này, ví dụ mình còn cái này là hiện giờ mình mà muốn đi đâu thì mình cho ăn 3 bao cám chút là một cái này thì là mình hẹn nửa tiếng cho phun ra, ăn hết nửa tiếng đấy là máy tự ngắt. Đấy là cái máy này nó hiệu quả thế mà lại rút ngắn được cái thời gian lao động, sức trưởng mà nó lại cũng không vất vả gì cả. Con cá này nó lại tập trung, cái máy này nó hay như thế này. Ví dụ con nào nó bơi đến ăn một vùng như này, con nào no là tự nó lẩn ra. Nhưng con kia lại rút vào ăn, chứ không phải là con nào ăn no quá, nó ăn đến tầm con cá, ví dụ nó ăn tầm được như thế thôi. Đấy, như thế đấy, nó ăn no là tự nó chạy đi. Cái này là mình có chung là khống chế được lượng thức ăn. Đấy, nếu mà nó nhanh quá mà thừa cám là mình tắt bớt máy. Ở đây là hoàn toàn nó chỉ khu vực này. Thế sau cũng quá trình đấy mà sau mà có một cái chỗ này là có tãi vôi hoặc cái gì. Vì khi quá hoạt động cá vào ăn một chỗ như thế này thì đồng thời coi như ăn nó hay thải phân cá ra chỗ này thì tãi vôi hoặc té vôi thì cũng té chỗ này nhiều hơn. Thế mình tập trung được, mình xử lý được tốt hơn. Chứ nếu mà mình cho ăn vãi vãi không biết là chỗ nào và nó không tập trung. Và trong cái nguyên tắc nuôi nó phải nguyên tắc là 4 định. Thì trong đó nó có cái định vị trí. Theo dự kiến của ông Lập, trong tuần này gia đình ông sẽ xuất bán cá. Chuyên gia Trương Văn Thượng đồng ý và khuyến cáo nông hộ cần cho cá nhịn ăn trước khi bán từ 2 đến 3 ngày. Đồng thời lưu ý ông Lập cần thu cá vào buổi sáng là tốt nhất. Thu được thì anh cho nó nhịn ăn rồi cho nó làm sạch. Và xong khi mà thu cá thì ban đầu mà anh thu vì lượng cá nó nhiều thì anh thu dần. Anh yêu ý là cái lượng cá, lượng khách lấy là bao nhiêu. Vâng ạ. Thì anh sẽ quay cho ấy vào góc này, anh chỉ cần bật cái quạt thôi. Vâng ạ. Không cho ăn vì nó đã hàng ngày, nó đã vâng. Quen cái tiếng quạt rồi. Vâng ạ. Đấy, chỉ cần bật quạt là nó vào là anh quay, anh thu được rồi. Vâng. Sau khi mà thu hết rồi thì lúc đó ta phải ăn tất cả nào. Ông Lập chia sẻ, với đàn cá này, thương lái đã đến tận nơi, bàn bạc và thống nhất về giá cả thu mua. Theo đó, sau khi thu bán tỉa hơn 5 tấn, cách đây gần 2 tháng, thì hiện tại tổng đàn cá trong ao còn khoảng 15 tấn. Với mức giá từ 40 đến 53 ngàn đồng 1 kg, tùy từng loại cá, vụ nuôi này, ông sẽ lãi hơn 150 triệu đồng. Lái buôn đây là người ta cũng nhất trí là thu buôn là bán mỗi ngày khoảng độ được hơn tấn. Lợi nhuận chắc chân là lợi nhuận là sẽ được lợi nhuận cao. Từ rất lâu rồi chúng tôi mong muốn. Đến bây giờ mới được nhận một cái kết quả hết sức là ngọt ngào, hiệu quả do chương trình đem lại, do chuyên gia tư vấn. Rõ ràng là VTC 16 chương trình khởi nghiệp đem lại một cái nguồn sinh khí mới để cho bà con chúng tôi có thể yên tâm sản xuất. Niềm vui chăn nuôi đang đến với ông Lập, anh Biên và những thành viên của Hợp tác xã Khởi nghiệp Tân Mai. Mong rằng với sự hỗ trợ từ chuyên gia và chương trình, những khu ao đầm rộng hút tầm mắt này sẽ ngày càng phát huy được giá trị, đưa lại cuộc sống ấm no, đủ đầy cho bà con.